Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Dini Auto. Trước mặt mọi người đây một chiếc xe Ford Ranger đã được sơn màu xanh Raptor mọi người nhé. Trên đó thì khách hàng đã mang tới đây một mẫu nắp thùng cao loại không có đèn để thanh lý. Mẫu nắp thùng cao này sẽ được ráp cho xe Ford Ranger từ đời 2013 tới 2022 mọi người nhé. Đó, cái xe Ford Ranger form cũ, kể cả xe Ford Ranger Raptor từ đời 2018 tới 2022 vẫn ráp được cái mẫu này mọi người ha. Và đặc biệt là chiếc Mazda BT50 đời 2013 tới 2020 cũng ráp được chiếc nắp thùng cao này luôn. Thì bây giờ lời và quý vị chúng ta cùng đi xem chi tiết hơn về cái mẫu nắp thùng cao này, xem tình trạng thực tế của nó còn như thế nào mọi người nhé. Ok, trước tiên khi mà chúng ta thấy thì là cái nước sơn ở bên ngoài này. Nước sơn này là nước sơn của xanh, của màu xanh Raptor mọi người nhé. Đó, một cái màu xanh rất là đẹp. Khách hàng thì đi khá là ít nên là cái nước sơn còn rất là đẹp luôn mọi người nha. Kính này còn rất là đẹp. Kính thì rất là đẹp, không có bị xước luôn mọi người ha. Đây mọi người thấy này, cái màu sơn rất là đẹp luôn ha. Ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là có tay khóa và có chìa khóa. Chìa khóa đây, khi mà chúng ta nhích qua bên trái nó sẽ mở, khi chúng ta nhích qua bên phải nó sẽ khóa. Đó, còn dùng rất là tốt ha. Đó, khi mà chúng ta mở lên này thì hai cái tì nó đẩy lên một cách rất là khỏe nha. Lợi sẽ kiểm tra lại. Đó, mọi người có thể thấy. Ok, thì xích về phía bên trong một chút xíu thì tất cả các cái bát ngàm của nó còn rất là ok ha mọi người ha. Ron này, ron còn đều và mềm, không bị rách luôn, không bị rách từ bên này qua bên kia luôn, không bị rách luôn ha mọi người ha. Đó, đi sâu về phía bên trong thì chúng ta thấy là những cái bát này còn nguyên nha, mỗi bên là 3 cái, hai bên là 6 cái bát luôn, đầy đủ mọi người ha. Và đặc biệt mọi người nhìn thấy cái nớp da simili của nó không, rất là sạch nha, rất là sạch và đẹp luôn, không có một vết rách nào luôn. Đó, rất là đẹp. Mẫu này còn rất là đẹp luôn mọi người ha. Nếu mà chúng ta tính về phần trăm có khả năng nó phải mới trên 90% luôn. Đó, cái mẫu nắp thùng rất là đẹp luôn. Và như vậy thì Lợi và quý vị chúng ta đã vừa đi qua tổng quan và chi tiết cái mẫu nắp thùng cao loại không có đèn dành cho xe Ford Ranger từ đời 2013 tới 2022 luôn. Thì nếu quý vị và anh chị em chúng ta là đang cần một cái mẫu nắp thùng cao mà giá rất là tốt đó, tại vì hàng thanh lý là mọi người ha, thì xin vui lòng ghé ngay Dini Auto hoặc liên hệ tới nhân viên tư vấn tại Dini Auto, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để quý vị tham khảo và chốt cái mẫu nắp thùng này. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.